Ngày 27 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM đưa ra xét xử phúc thẩm bị cáo Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM và 9 bị cáo khác về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí do có sai phạm trong chuyển nhượng khoảng 32 hectare đất tại xã Phước Kiển, dự án khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè và một phần diện tích của dự án khu dân cư ven sông phường Tân Phong, quận 7 cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 4 tháng 4. Trước đó, ngày 6 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án này. Tuy nhiên, trong phần thủ tục phiên tòa, các luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Thanh Tân, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM vắng mặt và có nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có kháng cáo nhưng cũng vắng mặt nên hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên tòa. Phiên tòa trên được mở do có 9 trên 10 bị cáo kháng cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, trong đó có công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai kháng cáo. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM cũng có kháng nghị đối với bản án sơ thẩm của tòa cùng cấp. Trong vụ án này, bị cáo Tất Thành Cang không kháng cáo. Ngày 19 tháng 10 năm 2022, Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên bị cáo Tất Thành Cang 6 năm tù. Trước đó, trong phiên tòa phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM, hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang 8 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí do liên quan vụ công ty IBC, công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn Sadeco, phát hành giá rẻ 9 triệu cổ phần cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim, tổng hợp với hình phạt từ bản án trước đó, bị cáo phải chấp hành tổng cộng 14 năm 6 tháng tù. Bị cáo Phạm Văn Thông, cựu Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM nhận 11 năm tù, tổng hợp với hình phạt trong bản án trước, bị cáo phải chấp hành tổng cộng là 17 năm tù. Huỳnh Phước Long, nguyên trưởng phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn, Văn phòng Thành ủy TP.HCM 9 năm tù, tổng hợp với hình phạt trong bản án trước, bị cáo phải chấp hành tổng cộng là 21 năm tù. Phan Thanh Tân, 3 năm tù. Nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo cán bộ công ty Tân Thuận, gồm Nguyễn Văn Minh, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty Tân Thuận, 8 năm tù, tổng hợp với hình phạt trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 11 năm. Trần Công Thiện, nguyên tổng giám đốc công ty Tân Thuận, 13 năm tù, tổng hợp với hình phạt trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 26 năm tù. Trần Tấn Hải, nguyên phó tổng giám đốc công ty Tân Thuận, 5 năm tù. Nguyễn Thị Ngọc Bích, nguyên kế toán trưởng công ty Tân Thuận, 4 năm. Nguyễn Xuân Tùng, nguyên trưởng phòng kinh doanh tổng hợp công ty Tân Thuận, 4 năm tù. Nguyễn Hoàng Việt, nguyên kiểm soát viên công ty Tân Thuận, 3 năm tù. Cáo trạng cho rằng tài sản nhà nước bị thất thoát ở hai dự án là 735 tỷ đồng. Trong quá trình tranh tụng tại tòa, hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định số tiền thất thoát phải tính tại thời điểm các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Đối với dự án ven sông thất thoát 52 tỷ đồng, dự án Phước Kiển thất thoát 154,8 tỷ đồng, tổng số tiền thất thoát là hơn 207 tỷ đồng.